Hôm nay chúng ta qua một cái giới cuối cùng là giới không uống rượu, các chất say. Thưa quý vị, rất là nhiều lần chưa nghe tiếng. Hôm nay chúng ta học giới không uống rượu và các chất say. Rất là nhiều lần khi mà sư cho thọ giới, nhiều người họ né cái giới này lắm. Có vẻ như trong năm giới, cái giới này là giới quý vị khó giữ nhất. Có lần tôi đến nhà một cái chú Phật tử, sư cho thọ năm giới. Đến cái giới này chú im lặng, chú không có nói. Sư lặp lại một lần nữa, thì thay vì chú nói là con xin vâng giữ điều học là cố gắng ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say, thì chú này chú nói đó là ở trên bỏ hết, không có nói gì hết, để cuối cùng để lại câu uống rượu và các chất say. Có nghĩa là ý chú này đó là chú uống nha, chứ không có phải là chú thọ cái giới này chú không có uống. Rồi thì có một vị đó, khi mà sư nhắc đến vấn đề thọ giới đó, thì cái chú này chú không có thọ, chú không thọ giới, chỉ bởi vì cái chuyện á là chú không có bỏ rượu được. Mà không lẽ bây giờ mình thọ giới rồi á là mình phải bỏ rượu hay sao? Thành ra là chú này á, một hai là chú không có thọ giới. Thì đối với rất là nhiều người, cái giới không uống rượu này là cái giới khó bỏ nhất. Thành thử trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, thật là nhiều là những chúng sanh thiếu trí, và thật là ít là các chúng sanh có trí. Tức là ở đời này đó, số người mà có trí tuệ thì hiếm lắm, mà số người thiếu trí thì nhiều. Ở đời ai cũng muốn được thông minh, không có ai muốn mình bị nói là ngu dốt. Nhưng mà mình muốn thông minh, mình phải tạo cái phước trí tuệ thì mình mới thông minh được. Rồi mình muốn không có ngu dốt thì mình phải tạo cái phước để mình không có ngu dốt. Thì nó đồng nghĩa với việc là chúng ta tránh tạo các cái nghiệp đưa chúng ta đến cái chuyện ngu dốt. Mà tôi hỏi quý vị, mình muốn có trí tuệ, mình muốn có sự thông minh, mình muốn tránh sự ngu dốt, thì có phải là mình cần bảo vệ cái trí tuệ của mình không? Mình phải tôn trọng cái sự tỉnh táo của bản thân. Còn khi mà cái sự tỉnh táo của bản thân mà mình không tôn trọng, thì chắc chắn là mình thiếu phước trí tuệ. Mà khi mình đã không có phước trí tuệ thì chắc chắn là mình không thể thông minh được. Chính vì lẽ đó, cái giới không uống rượu và các chất say là một trong năm giới mà hàng tại gia cư sĩ phải thực hiện. Dù cho anh có theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, thì cái chuyện anh uống rượu nó đều đem lại tác hại cả. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi không theo đạo Phật, như vậy thì tôi uống rượu không có ai trừng phạt tôi. Xin thưa, ngay cả chuyện quý vị có theo Phật đi nữa, quý vị uống rượu cũng không có ai trừng phạt quý vị hết, mà chính bản thân mình trừng phạt mình. Chính cái nghiệp của mình á nó trừng phạt mình, chính mình phải chịu hậu quả, chứ không phải là cần phải có một đối tượng siêu nhiên nào đó lôi đầu mình ra trừng phạt thì không cần gì đâu. Cho nên khi mà chúng ta nói về cái giới không uống rượu, nếu mà nói về chi phần để quý vị biết rõ ha, tại vì có rất là nhiều người có những lập luận như thế này, ngay cả trong một số tu sĩ cũng có vị lập luận như thế này. Tức là một á, là uống ít thì không sao, hai á, là uống mà không say á, là không sao, rồi cái thứ ba đó là uống mà miễn sao mình không có phá làng phá xóm, không có tạo các cái nghiệp khác á, thì không sao. Thành ra đó bây giờ mỗi người mỗi kiểu, mình nghe theo ai đây? Mà với người uống rượu á thì họ sẽ chọn cái cách dễ dàng nhất, đó là như vậy thì thôi tôi nghe theo cái ông là uống miễn sao tôi không có tạo ác nghiệp là được rồi. Đó là bởi vì chúng ta chưa hiểu rõ về giới. Quý vị ghi giùm sư ha, bốn chi phần, tức là bốn điều kiện để xác nhận
là chúng ta có phạm cái giới này hay không. Cái thứ nhất là đó phải là rượu hoặc là các chất say, nghĩa là bất kỳ một cái chất nào làm cho mình bị đánh mất sự tỉnh táo thì được tính hết vào các chất say. Thành ra đó nó bao gồm luôn cả bia ha, cả ma túy và tất cả các loại kích thích mà nó khiến cho đầu óc của mình á thiếu đi sự tỉnh táo, tức là ức chế thần kinh, thì đều được tính vào ở trong đây. Có lần sư nghe một vị tu sĩ nói một câu, sư không biết phải nói cái gì, tức là vị này nói không được uống rượu, thì bây giờ tôi không uống rượu, tôi uống bia. Ấy nói là mình lý luận, mình không thể đem cái lý luận đó ra đó, mình nói chuyện với giới và với nghiệp được nha. Tới hồi cái nghiệp nó chỗ á, mình không lý luận với nó được. Tại vì mình có mở miệng ra mình nói như thế nào đi chăng nữa thì nghiệp mình vẫn phải lãnh như thường. Không bởi vì mình lý luận giỏi mà cái nghiệp của mình á, nó nhẹ đi. Và cái điều kiện thứ hai đó là gì? Mình có ý muốn uống. Chứ còn sư ví dụ như có người họ đè mình ra ha, họ đè mình ra là họ giọng vô trong người mình thì cái đó không tính nha. Mình phải có ý muốn uống. Rồi cái thứ ba đó, cái uống ở đây, cái uống ở đây là do cái hồi xưa thì chỉ có uống thôi. Bây giờ thì nó lên tất cả các loại phương pháp, bao gồm cả hít nè, bao gồm cả chích nè nha. Mà hình như bây giờ nó có cái loại là dán nữa à, thì nó bao gồm tất cả các phương pháp mà mình sử dụng, chứ không chỉ là mình uống nha. Chứ có người họ đâu có uống đâu, họ hít ma túy, hoặc có người họ không uống, họ không hít mà họ chích thì cũng được tính. Và cái thứ ba là sự nỗ lực sử dụng các chất say, tức là mình có sự ra sức, hoặc là mình kêu người ta cho mình. Và điều kiện thứ tư đó là gì? Cái chất say đó nó đã đi vào trong cơ thể. Nếu như tính theo đường uống á, thì nó chỉ cần qua khỏi cổ. Còn các cái đường khác, ví dụ như chích, là chỉ cần nó đi vào trong cơ thể là tính là mình đã phạm giới. Và ở đây đó, nó tính theo, nếu mà mình uống nha thì nó tính theo từng ngụm. Thí dụ như mình uống rượu thì cái rượu á, nó đi qua khỏi cổ họng một lần, ví dụ như mình nuốt một cái là tính phạm một lỗi, nuốt hai cái là tính phạm hai lỗi, mà nuốt ba cái là phạm ba lỗi. Cho nên á, mình uống càng nhiều thì mình phạm lỗi càng nhiều. Thành ra nhiều vị á, nên tránh cái sự hiểu lầm như vậy. Thôi bây giờ tôi lỡ phạm giới rồi, tôi lỡ tôi uống rượu rồi, cái rượu nó lỡ nó vô miệng tôi rồi, tôi lỡ tôi nuốt rồi, thôi trước sau cũng phạm, thôi thì tôi nhậu cho tới nơi tới chốn luôn thì không đúng. Giống như mình bị cái kẻ ác á, nó đâm mình một dao, mà nó đâm cái ban đầu á, nó chỉ đâm nhẹ thôi, nó đâm nó chọt nhẹ vô trong cái cánh tay của mình thôi, không sao hết. Mình nói thôi trước sau gì cũng đâm rồi, thôi đâm cho nó tới nơi tới chốn luôn, tức là đâm cả trăm nhát, cả chục nhát, cả trăm nhát, không chỉ riêng ở cái tay thôi, có thể đâm ở trên bất kỳ chỗ nào trên cơ thể. Thì quý vị nghĩ đó là người thông minh hay không? Nếu như mình là người thông minh á thì thôi, nó lỡ nó đâm mình cái nhẹ tay thôi, ngưng tới đó là ngừng, chứ không có ai mà điên dại kêu thôi lỡ đâm cái rồi giờ này, không có ai mà điên dại mà kêu thôi đâm lỡ đâm một cái rồi thôi đâm cho tôi chết luôn đi, thì không có. Tương tự như vậy, khi mà mình lỡ mình vì một lý do nào đó lỡ có một cái ngụm rượu vào cơ thể rồi thì ngưng càng sớm càng tốt.
chứ mình không thể nào mình lý luận á là thôi tôi lỡ tôi uống một miếng rồi thôi cho tôi uống tới nơi tới chốn luôn thì không đúng. Cái tội á nó chồng tội nha. Rồi khi mà mình nói về cái nghiệp mà nặng và nhẹ về cái vấn đề này thì đầu tiên á, nếu mà nhẹ ha thì nếu như cái rượu á mình sử dụng để trị bệnh, thí dụ như nhiều người nói bây giờ cái thuốc nhưng mà nó có cái chất say ở trong thì phải làm sao, thì trong cái việc mà mình sử dụng để trị bệnh á thì cái tội nó nhẹ. Nếu như có thể á, thì mình làm cho nó biến chất luôn, tức là nó không còn mùi của các cái chất say nữa. Nhưng mà nếu không được á, nếu không được á thì mình phải phải sử dụng, thì trong trường hợp đó cái tội mình nó vẫn là tội nhẹ. Nhưng mà nhớ nha, khi mình dùng á thì mình phải phải có chủ ý, tức là mình phải xác định rõ, mình vừa sử dụng mình vừa xác định rõ cái này là để chữa bệnh. Chỉ cần á trong cái quá trình sử dụng mà mình có suy nghĩ á, cái này ngon quá thưởng thức đó, mình chỉ cần mình có cái suy nghĩ thưởng thức á là khi đó mình phạm tội nặng nha. Thành ra cẩn thận. Sẽ lấy ví dụ như có người họ bị bệnh lạnh bao tử chẳng hạn, như vậy họ cần phải dùng cái thuốc rượu á, thì uống một miếng thuốc rượu, thì khi họ uống thuốc rượu á họ có sự suy tư là cái này tôi uống để chữa bệnh thì vẫn có tội nha. Sư nói rõ là vẫn có tội nha, chứ đừng nói là mình không có tội, vẫn có tội, nhưng mà tội đó nó nhẹ. Nhưng mà khi mình uống, trong khi mình uống mà mình có cái suy nghĩ là thưởng thức đó thì ngay khi đó từ tội nhẹ nó chuyển qua tội nặng. Cẩn thận cái chỗ này. Cái thứ hai là cái chuyện nấu ăn. Nếu như mình nấu ăn có một số món ăn á mà phải cho thêm rượu, thí dụ như hấp bia chẳng hạn, nhưng nếu như mà mình chế biến làm cho nó bay mất đi cái đặc tính của rượu, tức là thứ nhất nó bay đi mùi nè, cái mùi rượu nó bay mất rồi, cái thứ hai đó là cái chất, cái tính gây say của nó đó nó cũng mất rồi, thì khi đó mình sử dụng cái món ăn đó mình không phạm giới. Và nhớ về một chuyện sẵn đây, có người hỏi sư như vậy thì cơm rượu có phạm giới không? Quý vị nghĩ giùm sư coi, cơm rượu có phạm giới không? Hỏi quý vị nha, cái cơm rượu thứ nhất nó có mùi của rượu không? Cái thứ hai nó có gây say không? Mà chỉ cần nó có cái điều kiện này ha, là mình dùng cơm rượu là mình dính hết. Cho nên nhớ giùm sư nha, đừng có biện luận là cơm rượu thì thế này thế kia. Xin thưa, ai mà dùng cơm rượu là dính hết. Rồi cái nữa, có những người như sư nhớ có lần Phật tử họ gửi trái cây ngâm, họ gửi tới chùa, mà trái cây nó ngâm mà họ gửi từ Hà Nội đó, họ gửi vào có vị thì tiếc, nói trời ơi, công trình Phật tử từ Hà Nội gửi vào Sài Gòn, gửi cái thùng nó nặng biết là bao nhiêu, công trình cực khổ, nhưng mà sư nói xài không được, cái này phải bỏ. Tại sao? Ngâm nó lên men rồi, ngâm nó lên men rượu rồi, thì anh không có cách chi mà anh nói cái này không phải rượu, nó đã lên men rượu rồi là phải bỏ. Thành thử quý vị khi mà cúng dường nhớ giùm nha, cái cây mà ngâm á cẩn trọng giùm, tại vì có những cái á mình cúng dường á nó đưa mình, tạo cho mình phước, nhưng mà có những cái mình cúng dường á là nó cho mình tội. Trong trường hợp đó là có cái chuyện là mình cúng dường cái chất gây say, ví dụ như đó quý vị cúng dường mà trái cây ngâm mà lên men cho mấy ông sư á là cái đó không có phước. Chưa kể là mình cúng dường rượu, hôm bữa sư thấy có một cái gói quà, trong cái gói quà đó sư không hiểu tại sao là họ có nhét cái chai rượu ở trong, thì khi mà mình cúng
gọi là mình bố thí, ngay cả cái chuyện mình bố thí cúng dường, mà cúng dường bố thí cái chất gây say á, là nhân đi địa ngục. Nhớ vậy. Mà không chỉ riêng cái chuyện mình cúng dường đến chùa, mà ngay cả chuyện mình đi đến thăm bạn bè, như là các cái đợt lễ Tết giỗ quải, nếu như mình cần phải đi quà cáp, bánh trái, nước ngọt, trái cây, sư khuyên là nên như vậy. Tránh cái chuyện mà mình đi quà đó, mình đi rượu, bia, thuốc lá, các cái chất gây say, tránh tối đa. Tại vì á, mình đem cái đó mình đi tặng người ta đó là mình đang tạo nghiệp đi địa ngục đó quý vị. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói rất là rõ. Có những pháp khi chúng ta bố thí cúng dường đưa chúng ta đi địa ngục. Thí dụ như mình bố thí người nam đến với người nữ để thỏa mãn dục vọng. Bố thí người nữ đến với người nam để thỏa mãn dục vọng. Nói nghe có vẻ lạ, xin lấy ví dụ như mình kêu kêu kỹ nữ rồi mình bao cái kiểu trả tiền cho người ta đi kỹ nữ là mình cũng đi điện. Hoặc là mình bố thí con chó đực, ê, con thú đực đến con thú cái để thỏa mãn dục vọng, bố thí con thú cái đến con thú đực để thỏa mãn dục vọng là mình đi địa ngục. Rồi gì nữa, bố thí các chất say, các chất gây say bao gồm rượu, bia, ma túy các loại đều đi địa ngục. Rồi bố thí chất độc thì chắc chắn đi địa ngục rồi. Bố thí vũ khí thì cũng đi địa ngục. Nhưng mà nhớ nha, khi mình thí dụ như mình cho người ta con dao nhằm mục đích để người ta làm bếp, nhằm mục đích để người ta chặt cây, chứ không phải nhằm mục đích để người ta sát hại sát sanh, thì khi đó mình không tạo nghiệp. Chứ còn nếu như mình đưa người ta dao rửa để mà người ta tấn công để người ta sát sanh á, là khi đó mình phạm giới, à không phải, khi đó là mình tạo nghiệp nha, đi địa ngục. Sư nhớ có một vị sư thấy mấy chú Phật tử cũng giữ xe rồi làm công quả ở chùa, vị này mới cho mấy chú này mấy cái gói thuốc lá, mấy bao thuốc lá. Một vị trưởng lão khi mà thấy kêu vị này lại và quở, nói là nếu như mà sư có thương mấy chú đó đó, cho mấy chú đó tiền, rồi mấy chú đó muốn xài vô cái chuyện gì đó thì xài. Còn mà mình mua thuốc lá mà mình cho họ đó nha, là mình mang cái nghiệp địa ngục đó. Thành ra mình phải cẩn thận mấy chuyện đó. Rồi trong một số trường hợp mà mình sử dụng nhưng mình không biết rõ là có rượu hay không, thì trong trường hợp đó là mình vô tội. Xin lấy ví dụ như trong trường hợp mà ở bệnh viện á, khi mà chúng ta bị gãy xương lớn, ví dụ như là xương đùi chẳng hạn, thì bác sĩ á, sẽ cho chúng ta thuốc. Mà trong cái thuốc đó, đó nó có cái ma túy nguyên chất. Thì trong trường hợp đó mình không biết, mình không biết thì mình không có mang tội, không có mang tội. Bởi vì cái chuyện người ta chích cho mình cái thuốc gì thì mình cũng đâu có biết đâu, trong trường hợp đó cũng không có mang tội. Rồi khi mình uống, mình sử dụng với mục đích là để thưởng thức thì tội nó rất là nặng. Thành ra đừng có nghĩ là nếu như mình uống rượu rồi đó mà mình ngủ, uống cho vui thôi, uống để thưởng thức thôi, thưởng thức cái mùi vị của rượu thôi, rồi sau đó mình nằm ngủ không có làm gì hết trơn thì chắc vô tội. Sai. Uống để thưởng thức đó được đưa vào tội nặng. Rồi uống mà để mình bạo dạn, để mình liều lĩnh, để mình có gan làm cái gì đó đó cũng được xếp vào tội nặng. Vào thời Đức Phật có một vị tỳ kheo chứng thiền có thần thông, và khi vị này đi khất thực, có những người Phật tử thương vị này lắm và nói:
Bây giờ ngài có cần cái gì đó, ngài cho con biết rồi con cúng dường. Vì này mới suy nghĩ là mình tu hồi xưa tới giờ đó, mình chưa biết rượu nó ra làm sao. Khi đó Đức Thế Tôn chưa có ra quy định là cấm tỳ kheo uống rượu. Thì vị này mới nói đó là từ xưa tới giờ tôi chưa biết rượu là cái gì. Thì bây giờ nếu như mà quý vị đã nói như vậy đó thì cho tôi rượu đi. Thì những người Phật tử họ mới cúng dường rượu cho vị này. Rồi vị này khi mà uống như vậy đó thì say xỉn, thần thông thì mất sạch nha. Rồi y áo á, xúc xổ. Khi mà đến gặp Đức Thế Tôn, khi Thế Tôn tới thì vị này nằm ườn ở trên mặt đất rồi đưa chân về phía Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới hỏi các vị tỳ kheo á, này tỳ kheo, vị tỳ khưu này nè, trước khi uống rượu á, thì có bao giờ làm cái chuyện là để cho mình mất trí, nằm lăn lóc ra như vậy, y áo thì xúc xổ và đưa bàn chân về phía Như Lai có hay không? Chư Tăng mới nói là bạch Thế Tôn không có. Nhân dịp đó Đức Thế Tôn mới dạy cho các vị tỳ kheo về tác hại của rượu. Và Đức Thế Tôn ban hành cái lệnh cấm là cấm các vị tỳ kheo uống rượu. Một số tôn giáo thì họ coi cái chuyện uống rượu không phải là tội. Và có khi là họ cái rượu phép của họ chỉ là cái rượu nhẹ thôi. Nhưng mà dù nhẹ hay không nhẹ, chỉ cần là rượu uống vào thì đều phạm giới cả. Cho nên sự rất hay lập tiếc là có những có rất là nhiều người tự bản thân họ tạo ác nghiệp đi địa ngục, rồi lại dẫn rất là nhiều người cùng đi địa ngục với họ. Cái vấn đề là khi chúng ta uống rượu mà chúng ta có suy nghĩ rằng cái này không phải là một cái lỗi, thì chính vì suy nghĩ như thế cái tội nó còn nặng thêm, bởi vì nó đi kèm với tà kiến. Nếu như chúng ta ý thức được cái chuyện chúng ta dùng các chất say nó là một cái lỗi thì cũng bị tội đó, nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn cái anh ảnh dùng các chất say mà ảnh nghĩ rằng cái chuyện này là chuyện hợp pháp. Một số quốc gia tôi nghe nói là hình như bây giờ ngay cả ở Thái cũng vậy, tức là cái cần hay là cái cỏ, tôi không biết là cái cần cần hay là cỏ, thì được phép sử dụng ở một số nơi đó. Thì họ không ý thức được cái chuyện là khi mình sử dụng như vậy là bản thân mình đi địa ngục là chuyện của mình, nhưng mà mình ra một cái điều luật để hợp thức hóa để cho người ta cùng sử dụng là mình dẫn một đống người cùng đi địa ngục chung. Cho nên cẩn thận cái chuyện này. Tại sao chúng ta cai rượu nó khó như vậy? Tại vì theo Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói, này các tỳ kheo, có ba chuyện không biết no đủ, tức là có làm cả đời á cũng không bao giờ chán. Đó là gì? Thứ nhất, cái chuyện mà nằm ngủ, ngủ nghỉ cả đời cũng không biết đủ. Cái thứ hai, cái chuyện mà uống rượu và các chất say cả đời cũng không biết đủ. Và cái thứ ba, cái chuyện mà quan hệ nam nữ cả đời cũng không biết đủ. Mà chính vì ba cái sự không biết đủ này nó đưa chúng sanh đi xuống từ đời này qua đời khác. Cái lý do mà loài người hơn loài thú ở chỗ nào là nhờ chúng ta có trí tuệ. Nói về nghiệp và quả của nghiệp thì để cần có phước được làm người thì chúng ta cần cái phước trí tuệ. Còn nếu như chúng ta thiếu cái phước trí tuệ thì chúng ta và những cái loài thú nó cũng không khác. Cô Ngọc Tuyết, cô Tắc Dùm Sư cái cho nên khi mà mình thiếu cái trí tuệ rồi thì mình đánh mất đi cơ hội làm người. Cẩn thận dùng xứ cái chuyện này nha. Thành ra cái nghiệp uống rượu nó nặng lắm chứ nó không phải đơn giản, bởi vì nó quyết định cái chuyện đó, là mình có tiếp tục làm người hay không. Hơn nữa cái chuyện mà mình sử dụng các chất say đó,
Nó là nhân cho cái sự dễ vui trong mọi thiện pháp. Mà cái dễ vui ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không tập trung đúng mức, không đầu tư đúng mức cái cần phải đầu tư. Ví dụ như cái chuyện cần phải nỗ lực siêng năng là chuyện cần phải đầu tư đúng mức. Nhưng mà mình không có đầu tư đúng mức cho cái chuyện siêng năng thì đó là dễ vui. Lẽ ra nè, giờ này là mình phải học pháp nè. Nhưng mà mình không đầu tư đúng mức, tức là bây giờ mình đi chơi đó, hoặc là mình đi làm một cái chuyện khác, thì khi đó đó mình gọi đó là dễ vui. Thì cái chuyện uống rượu và cái chất say đó, nó làm cho mình không có quan tâm đúng mức cái cần phải quan tâm. Và đặc biệt là trong các thiện pháp, hỏi quý vị nha, có ai á, uống rượu xong rồi là tích cực bố thí không? Có ai mà uống rượu xong rồi á, là tích cực giữ giới không? Có ai uống rượu xong rồi á, là tích cực hành từ tâm, có từ bi hỷ xả, hình như cũng có. Cho nên á, cái chuyện uống rượu á, nó là nguyên nhân làm cho chúng ta dễ vui trong các thiện pháp. Chẳng những như vậy á, mà nó còn làm cho mình say mê trong các ác pháp. Ví dụ như bình thường á, mình không có làm mấy chuyện đó đâu, nhưng mà rượu vào rồi đó thì tự nhiên mình thích làm những chuyện đó. Xét về nghiệp á, thì cái chuyện mà mình uống rượu á, nó là một cái xét về nghiệp á, cái chuyện mình uống rượu á, là nó gọi là mua một tặng một. Có nghĩa là sao? Nếu như mình uống say rồi mình đi ngủ á, thì nó đi chung với nghiệp tà dâm. Tại vì sao? Bởi vì cái đối tượng của cái nghiệp tà dâm á, nó giống với cái nghiệp uống rượu, tức là gì? Để thỏa mãn các giác quan. Chính bởi vì như vậy, nếu như anh uống say rồi để anh đi ngủ á, thì nó được ghép chung với nghiệp tà dâm. Còn sau khi mình uống say rồi mà mình làm bất kỳ một cái việc ác nào thì nó đi chung với các nghiệp ác đó. Thành ra cái vị mà nói là uống rượu bản thân nó không có tội mà cần phải làm cái nghiệp ác khác kèm theo á, là vị đó nói sai. Bởi vì bản thân riêng cái việc uống rượu là anh đã phạm cái tội uống rượu rồi. Còn khi anh làm bất kỳ một cái nghiệp ác nào kèm theo thì nó cộng dồn thêm cái nghiệp ác đó. Còn bản thân việc uống rượu á, là nó đủ để đưa anh xuống địa ngục rồi, chứ không phải chơi đâu. Chúng ta nói về cái quả báo ha. Thì trong cái việc uống rượu này, có vị nói là không nghe tiếng sư nói. Quý vị có nghe tiếng sư nói không? Rồi, như vậy thì vị nào không nghe tiếng á, vị nào không nghe tiếng thì kiểm tra lại cái điện thoại ha. Nói về cái quả báo á, thì nó như thế này. Do khi chúng ta uống rượu là chúng ta đã hủy hoại cái gốc rễ trí tuệ của mình. Chính bởi vì như vậy đó, khi chúng ta uống rượu dù chỉ là một giọt thôi thì nó cũng đủ để đưa chúng ta đi địa ngục. Rồi sau khi trải qua các cái tầng địa ngục, khi cái nghiệp nó đã muội lược rồi, tức là nó đã giảm nhẹ rồi, nó chỉ còn một chút xíu thôi, nó chỉ còn một chút xíu thôi, thì chúng ta cũng sẽ sanh vào cái hàng ngạ quỷ. Rồi sau khi mà sanh làm hàng ngạ quỷ nó chán chê rồi đó, thì mình rất dễ mình quay trở lại địa ngục nha. Rất là hiếm những cái hàng ngạ quỷ mà được sanh lên làm loài thú. Rồi khi làm vào loài thú rồi đó, khi mà mình sanh làm loài thú rồi đó, thì mình rất khó để đi lên tiếp làm người, quý vị. Tại vì khi mình đi vào loài thú thì mình có cái sinh hoạt của loài thú. Xin lấy ví dụ như mình sanh làm loài dơi thì mình có cách sống của con dơi, có cách ăn của con dơi, có cách ngủ của con dơi, có cách sinh hoạt của con dơi. Thì khi mình tạo các cái nghiệp của loài dơi thường xuyên như vậy đó, thì mình có khả năng mình sẽ tiếp tục làm loài dơi.
Giống như ngài Xá Lợi Phất, một lần khi mà ngài ở trong hang động hành thiền, ngài nhìn một bầy 500 con dơi và ngài có suy nghĩ là 500 con dơi này đã là dơi bao lâu rồi. Và ngài thấy rằng do cái kiểu sinh hoạt của loài dơi đó, cho nên 500 kiếp rồi nó vẫn còn làm dơi. Rồi ngài lại suy nghĩ là như vậy thì nó sẽ làm dơi bao lâu nữa? Và ngài nhìn thấy là 500 kiếp kế tiếp nó vẫn cứ tiếp tục làm dơi. Và khi đó Đức Thế Tôn hiện ra và ngài nói rằng cái chuyện mà quan sát dòng sanh tử của chúng sanh đó là thuộc về phạm vi trí tuệ của một vị chánh đẳng giác. Có nghĩa là sao? Khi mình đã đi vào loài thú rồi đó, nó khó lên làm người lắm. Tại vì khi mình làm loài thú, mình tạo các cái nghiệp của loài thú, rất là khó lên làm người. Mà được lên làm người rồi đó, thì mình lại không có trí tuệ. Tức là gì? Ở đây trong chú giải nói là có tới 30 cái quả báo của cái việc uống rượu. Là sự tóm tắt nha. Thứ nhất là mình sẽ trở thành cái người ngu dốt. Tức là mình không biết phải làm cái gì hết. Rồi mình không biết là mình đang làm cái gì. Rồi mình cũng không biết là mình sẽ làm cái gì. Có những người quý vị thấy đó, khi mà họ cần làm một công việc gì đó đó, họ tự nhiên họ ngơ ra. Họ không biết là họ sẽ phải làm cái gì. Giống như là họ bị đứng hình vậy đó. Họ không biết họ phải làm cái gì. Có lần sư ở chung với khi mà còn là cư sĩ á, khi còn là cư sĩ sư có gặp hai vợ chồng. Nó lạ lắm. Lạ ở chỗ là sư không biết á, bà vợ á, làm sao mà lấy được ông này á. Chắc hồi xưa cũng phải tuyệt vọng lắm mới lấy ông này. Tức là khi đứa con đứa nhỏ nó sốt thì như người ta đó, một là lo hạ sốt cho nó, hai là chở nó đi bệnh viện. Còn đằng này á, bà vợ thì bà đang cuống cuồng, anh chồng ảnh ngồi anh ngớ người, y như là ảnh chỉ là con rối vậy, ảnh không biết phải làm cái gì hết, ảnh chỉ ngồi anh ngớ người đó rồi ảnh im ru rồi. Rồi thì khi đó mọi người mới kêu là lấy cái xe ra chở vợ con đi bệnh viện. Thì ảnh cũng lấy cái xe ra. Rồi anh ngồi trên xe đó, anh lại tiếp tục anh ngu ngơ, anh không biết anh phải làm cái gì nữa hết trơn. Thì cái kiểu như vậy là một cái dạng nha, một cái dạng quả báo của cái việc là mình trở thành cái người mà ngu ngơ, thiếu trí, mình chậm phản ứng, cái kiểu mình không biết là mình phải làm cái gì, mình không biết là mình sẽ làm cái gì, thì cái kiểu như vậy. Rồi cái quả báo thứ hai là cái gì? Mình thành cái người ngu, khó nhớ, học cái gì nó cũng chậm, học cái gì nó cũng khó nhớ, nhưng mà lại mau quên. Những cái đứa bé mà bây giờ, những cái bạn mà bây giờ đang trong độ tuổi đi học đó, lúc nào mình cũng muốn là mình học mau nhớ và lâu quên. Nhưng mà mình không biết một chuyện là mình muốn có cái phước đó, đó là mình phải có cái phước trí tuệ, mà một trong số đó là phước gì? Cái phước không uống rượu. Còn khi mà mình uống rượu á nha, khi mà mình uống rượu á là mình thiếu cái phước đó. Mà khi mình uống rượu là mình sẽ phải bị cái nghiệp là học chậm, khó nhớ mà lại hay quên. Thành ra những bạn á, mà đang còn đi học hoặc là muốn đời sau kiếp khác, khi mình ở trong cái độ tuổi mà còn đi học á, mình không bị cái tình trạng là học chậm, khó nhớ, mau quên, thì làm ơn làm phước giữ cái giới này giùm. Khi mình giữ cái giới này đó thì mình sẽ học mau và lâu quên. Rồi gì nữa? Khi mà mình phạm cái giới này, khi mình uống rượu và các cái chất kích thích, các chất gây say, nghĩa là mình không tôn trọng trí tuệ của mình không tôn trọng sự sáng suốt của bản thân. Chính bởi vì như vậy nó sẽ tạo ra cái nghiệp là bị điên hoặc là hay nói nhảm. Những người như vậy mình thấy ở đời nhiều lắm.
bị điên, cứ điên điên dại dại như vậy, không có trí, do cái nghiệp uống rượu. Rồi cũng có những người họ bị cái bệnh là nói nhảm, tức là điên thì có khi chưa có tới mức độ điên, nghĩa là họ cũng còn tỉnh táo, cũng còn làm việc được, nhưng mà họ hay nói nhảm thì nó cũng là do cái nghiệp uống rượu. Thành ra đó, cẩn thận không có ai muốn mình điên loạn hết trơn đó. Không có ai muốn mình nói nhảm hết đó. Thì muốn như vậy đó thì mình phải giữ cái giới rồi gì nữa. Do cái khi mà mình uống rượu á, có một số người khi họ uống rượu á là để chi, để họ uống rượu xong rồi đó họ nằm lăn ra rồi họ ngủ đúng không, rồi mình không có đủ cái sức khỏe, cái khả năng để làm bất kỳ việc gì, cho nên nó sẽ dẫn đến cái quả báo là đời sau kiếp khác mình sẽ trở thành con người hay buồn ngủ và rất dễ lười biếng. Nói như vậy đừng có đổ thừa nha, tức là tôi lười là tại cái nghiệp cũ. Xin thưa, cái tính hay lười của anh á có khi đúng là do nghiệp cũ, nhưng nếu như anh không nỗ lực thay đổi thì mọi việc nó chỉ trở nên càng lúc càng tệ hơn mà thôi. Rồi nếu một số người đó thì họ bị cái nghiệp là họ hay buồn ngủ đó, thì muốn cải thiện là mình phải giữ cái giới này. Rồi gì nữa, có những cái tính mà nó kỳ lạ lắm. Ví dụ như ở đây cái gì, cái bản tính của họ từ khi sinh ra đó là họ sẽ dễ vô ơn này, rồi keo kiệt này, rồi dễ nóng giận này, rồi không có tàm úy, tức là không biết hổ thẹn. Có những người quý vị ngó họ giống như họ không biết nhục, họ không biết hổ thẹn là gì, rồi họ rất dễ là người có tà kiến. Rồi khi mà mình đưa ra một việc họ không biết là đúng hay là sai, tốt hay là xấu, có đúng chân lý hay là không đúng chân lý. Có rất là nhiều lần tôi nói đó, khi mà mình tiếp xúc với bất kỳ thông tin nào mình phải cố phân biệt nó đúng hay là sai, nó tốt hay là xấu, nên làm hay không nên làm. Nhưng mà một số người họ làm không được cái chuyện đó. Một trong những nguyên nhân đó là do cái nghiệp thiếu trí. Rõ ràng nếu như mình có trí tuệ thì khi mình nhìn vào bất kỳ một thông tin nào mình đều sẽ suy tư nó đúng hay sai, có chứng cứ hay không, có nguồn gốc hay không đấy, và nó tốt hay là xấu. Nhưng mà do khi mình thiếu trí thì mình sẽ không thấy được chuyện đó. Thành ra quý vị thấy những cái người mà chia sẻ bất kể đúng sai ở trên đời này nó nhiều vô số kể, chia sẻ những tin vịt nhiều vô số kể, còn những người mà có trí hiếm lắm. Thành ra có một cái câu là lời đồn á dừng ở bậc trí giả, tức là sao, tất cả những cái lời đồn đãi khi mà nó gặp người có trí thì nó sẽ dừng lại, bởi vì người có trí họ biết suy tư, nhưng mà mình thiếu cái phước trí tuệ thì lấy đâu ra trí để mà suy tư. Thành ra đó, muốn thông minh thì ai cũng muốn, mà tạo cái phước để cho mình thông minh á thì không phải ai cũng làm được, không phải không làm được mà là không phải ai cũng chịu làm, tại vì cái chuyện uống rượu á nó hấp dẫn quá. Rồi có khi là do làm ăn rồi mình uống rượu, nhưng xin thưa nếu như mình nói đó là cái gốc của người Việt thì sư không tin, tại vì cái lễ của người Việt mình á hồi xưa một là gì trầu, hai là gì trà. Người Việt mình cái gọi là cái lễ uống trà đó nó lớn hơn, nhưng mà bây giờ á thì thay vì mình uống trà thì mình lại chuyển uống rượu. Rồi gì nữa, khi mà mình uống rượu như vậy mình sẽ tạo cái nghiệp là bị câm điếc bẩm sinh, tức là bị khuyết tật. Tại vì hồi xưa khi mình uống rượu là để thỏa mãn các giác quan đúng không, thì do cái nghiệp đó, nó sẽ dẫn đến cái chuyện
là đời sau kiếp khác mình sẽ trở thành cái người câm điếc bẩm sinh, cẩn thận. Rồi gì nữa, nếu mà xét về cái ngoại hình á thì họ sẽ có cái thân hình gọi là nặng nề chậm chạp. Nhiều người họ chậm lắm, rồi cái thân của họ mình đi là thấy nặng nề. Có những người họ đi là mình thấy cái tướng là nó oai hùng ấy, nhưng mà có những người đi là thấy cái tướng họ nó nặng nề. Thì đó là cũng là một cái dạng của cái nghiệp quá khứ. Rồi gì nữa, cái tướng của họ nhìn vô là nhìn là biết khổ rồi. Có những gương mặt á, chúng ta nhìn là chúng ta thấy là cái gương mặt khổ nó hiện ngay trước mặt. Rồi gì nữa, họ rất dễ gặp tai nạn. Có những con người á, rất dễ gặp cái tai bay vạ gió, tức là tự nhiên là bị cái tai nạn trên trời nó rớt xuống, cũng dính đi tự nhiên đá trúng cái này đá trúng cái kia, mình hay gọi là vụng về đó. Rồi hay làm đổ bể đồ đạc, rồi có khi là tự mình gây ra tai nạn. Thì đó, cái chuyện mà mình lóng ngóng tay chân á, rồi cái chuyện mình hay gặp tai nạn á, cũng một phần là do cái nghiệp này. Tại vì đó, khi mình uống rượu vào đó thì chúng ta không kiểm soát được lời nói của mình. Chính bởi vì như vậy nó sẽ cho một cái nghiệp là đời sau kiếp khác mình rất thích nói tục. Thích nói nhảm là một chuyện, thích nói tục nữa. Rồi gì nữa, thích nói những cái lời mà chia rẽ người ta, tức là thích bàn ra đó. Tôi gặp nhiều người nó kỳ lạ lắm, cái tính của họ tức là hễ mà gặp cái chuyện gì đó thì họ thích bàn ra, họ hiếm khi nào họ ủng hộ lắm. Khi mà nghe người ta chuẩn bị làm cái gì đó, là họ bàn ra. Ví dụ như họ nói là cái này nó khó lắm, hay là cái này nó mắc lắm, hoặc cái này nó tốn kém lắm, hoặc cái này là nó dở lắm. Nói chung họ bàn ra là nhiều, không thấy là họ góp ích gì được cho đời hết trơn á, đa phần là họ bàn ra. Thì đó cũng là một cái kiểu của cái nghiệp. Nhưng mà nói như vậy nhớ nha, đừng có nghĩ là khi tôi làm như vậy thì cái đó tại vì cái nghiệp quá khứ của tôi thôi thì chắc tôi không có tội đâu. Xin thưa, chính bởi vì cái nghiệp quá khứ nó khiến cho mình có xu hướng nói bậy, mà chính bởi vì cái chuyện mình nói bậy đó nó lại tiếp tục tạo nghiệp để mình đi xuống, để mình tiếp tục mình gây ra các ác nghiệp cho đời sau kiếp khác. Đó gọi là cái nhân quá khứ tác động tạo nên cái nhân hiện tại để nó tiếp tục cho quả của tương lai. Ra cẩn thận nha. Cho nên tại sao sư nói là cái nghiệp uống rượu nó nặng, bởi vì nó sẽ làm cho mình trong những điều kiện, trong những hoàn cảnh mà mình tiếp tục tạo các ác nghiệp. Có những con người cái bản tính của họ không biết thẹn, không biết hổ thẹn khi gặp rồi, họ không biết cái chuyện gọi là biết nhục là cái gì hết trơn, họ không biết hổ thẹn là cái gì hết. Thì cái chuyện họ không biết hổ thẹn đó đó là cái quả của quá khứ, nó làm cho đời này cái bản tánh của họ không biết hổ thẹn. Nhưng chính bởi vì cái chuyện họ không biết hổ thẹn đó, nó sẽ tạo nên cái nghiệp cho vị lai họ tiếp tục họ chịu khổ nữa. Thành ra cẩn thận cái chuyện đó. Thành thử khi cái này cũng là cái quả báo nha, do cái quả báo của cái chuyện mình uống rượu ở đời quá khứ, thành ra cái đời này đó mình là người rất dễ phạm giới, rồi mình là người rất dễ lấp liếm cái chuyện mình phạm giới, cái chuyện sai của mình rất dễ lấp liếm, rồi mình rất dễ quanh co, cái tính của mình không có ngay thẳng. Còn cái chuyện mình làm những cái chuyện ác á, thì nó lại dễ dàng. Thành ra đó, cái chuyện uống rượu nó nguy hại dữ lắm. Một là nó khiến cho mình là cái người điên dại, rồi nó khiến cho mình là người thiếu trí, nó khiến cho mình là người không biết hổ thẹn, nó khiến cho mình là cái người rất dễ phạm giới, rất dễ tạo ác nghiệp. Rồi chính bởi vì những chuyện đó đó, mình tiếp tục tạo các ác nghiệp rồi mình lại đi xuống. Làm người đã khó, mà tưởng sao lên được làm người, mình trở thành cái người điên điên dại dại.
trở thành cái người phạm giới không biết hổ thẹn, trở thành cái người dễ dàng làm các điều ác, để rồi chi, để rồi mình bỏ phí, mình hoang phí cái kiếp người này, mình lại tiếp tục tạo các ác nghiệp, để rồi đi xuống dưới các khổ cảnh. Chính bởi vì như vậy, nhiều vị trưởng lão nói rằng cái giới uống rượu này là cái giới nghiêm trọng nhất, bởi vì nó làm cho chúng ta mất đi cơ hội có trí tuệ, mất đi cơ hội làm người cho đúng nghĩa, và đương nhiên chúng ta sẽ mất đi cơ hội chứng thánh. Ở chùa hồi xưa có một chú mê tu đó, nhìn thấy thương đó. Cái sự mê tu của chú xin thưa là nó còn hơn một số ông sư nữa. Chú mê tu lắm, nhưng mà uổng cái là chú bị thành thử, không cho chú tu được, không cho chú xuất gia được. Mà chú mê tới cái mức độ, quý vị biết là chú lấy cái mền ấy, chú thấy mấy ông sư đắp y ha, mấy ông sư đắp y, chú lấy cái mền ấy, chú quấn y chang mấy ông sư, mà đó là cái mền, chứ nó không phải là cái y. Chú thích như vậy, chú mê lắm. Có nghĩa là chú cũng có cái căn tu đời trước chứ phải không đâu. Nhưng mà do cái nghiệp uống rượu, tức là khi mà sư xét thì chắc có lẽ là phải là cái nghiệp uống rượu thôi. Mặc dù mình không có thần thông, nhưng chắc có lẽ là nghiệp uống rượu thôi. Nó khiến cho cái đời này mình bị điên điên dại. Muốn tu lắm mà tu không được. Đấy. Rồi chính bởi vì cái chuyện điên điên dại dại đi ra đường, bị người này dụ, người kia dụ, lại uống rượu, thành thử cẩn thận. Đừng để vì một vài cái giọt rượu, vì một vài chất kích thích mà mình bỏ đi kiếp người, mình hoang phí kiếp người. Mà quý vị học đạo biết rồi, thân người khó được lắm. Bỏ cái thân người này rồi nè, đời sau không biết mình còn được thân người nữa hay không. Mà lỡ đời sau mà nhờ một cái phước hãn hữu nào đó được làm thân người, mà chỉ vì một vài ly rượu bây giờ nè, mà mình thành một người điên, thành một người thiếu trí, thành một người mà gặp chánh pháp mình không được ích lợi gì từ chánh pháp, thì nó uổng lắm thưa quý vị. Cẩn thận những cái này. Cho nên xin mong quý vị hiểu được cái sự nguy hại, rồi từ đó mình biết bỏ. Đương nhiên cái mặt ngược lại đó, là khi mình giữ được cái giới này á, thì mình là người có trí tuệ, học rất là mau thuộc, rất là dễ nhớ và rất là khó quên. Rồi khi đó đó mình có sự tập trung, rồi mình rất dễ trở thành cái người nhiều trí, mình rất dễ chứng thiền và rất dễ chứng thánh, do mình có trí. Thành thử cái giới này sư biết là ở đời nay nó khó giữ lắm, nhưng mà quý vị nghĩ đi, người có trí thì nó ít hơn người thiếu trí. Muốn làm những người thông minh thì mình phải có sự nỗ lực tương xứng. Mà người ta nói tôi thấy cũng có lý, tức là muốn có được cái chưa có thì phải làm cái chưa làm. Muốn có được cái mà khó có được thì mình phải làm cái mà khó làm được. Muốn có được cái chưa từng có thì phải làm cái chưa từng làm. Thì đương nhiên người ta nghĩ theo cái cách của người ta, nhưng mà nếu như mình áp dụng vào cái chuyện này thế nó cũng có lý. Muốn thành cái người thông minh ấy, thì mình phải nỗ lực mình giữ cái giới không uống rượu. Chuyện nó không đơn giản. Thì thành người thông minh cũng không đơn giản. Cái sự nỗ lực sẽ cho quả báo tương ứng. Và sư mong quý vị sẽ là những người có trí tuệ. Và ngày hôm nay lớp học chúng ta chỉ tới đây thôi. Và sư mong chúng ta có được cái chánh tri kiến để biết được chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. Nhờ như vậy đó, đem lại lợi ích cho chính mình đời này và đời sau. Chúc quý vị an vui. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh.
Nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chiran rakkhantu sasanam. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chiran rakkhantu desanam. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chiran rakkhantu mamparam. Etavata cha ammehi sambatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata cha ammehi sambatam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata cha ammehi sambatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.